Hello các tình yêu. Hôm nay thì giới thiệu mọi người là mình vừa lắp xong cái máy của tập đoàn Enersic. Nó là Kangen. Máy này là máy K8. Một cái máy rất là hay mình vừa lắp xong đây. Nó rất là nhỏ gọn, rất là xinh này thôi. Đấy thì mình sẽ xem cái công dụng của nó là như nào. Ở trên này thì nó có ghi đây là có 8 ngôn ngữ nhé, có tiếng Nhật này, tiếng Anh này, tiếng Pháp này, tiếng Đức này, tiếng Trung Quốc này, tiếng Ý này, tiếng Tây Ban Nha này, tiếng Bồ Đào Nha này. Có rất nhiều các ngôn ngữ để chúng ta dùng trên toàn thế giới được nhé cả nhà nhé. Ngoài ra thì mình còn có những cái nhỏ nhỏ này để mình có thể đựng nước đi. Đó, cái này là 5 lít một này. Đó, rất là xinh. Cái này thì Kangen K8 này là một trong những cái máy lọc nước tốt nhất của Enersic. Thì cái này nó đạt đủ cái tiêu chuẩn là ISO 9001 này, ISO 14001 này và ISO 13485. Đấy, nó và đạt rất nhiều các tiêu chuẩn khác của các tổ chức về nước trên thế giới, và đây nó là một trong những máy nước tốt nhất trên thế giới rồi. Và chúng ta cùng khám phá cái máy này nhé. Đấy, cảm ứng này. Đấy. Khi mình bật cảm ứng này lên thì nó sẽ nói một cái câu kiểu như câu chào đấy. Đó, và trên này nó thể hiện là có 6 cái chức năng nước của mình như này. Và các chức năng nước này thì bên trong cái máy này mình có đọc và mình tìm hiểu thì nó có 8 tấm platinum và nó lọc rất là kỹ cho tất cả mọi người về các loại nước. Thì ở đây có nước là nước pH 2.5 này. Đấy, pH 2.5 này là tính axit rất là mạnh để khử khuẩn này, rửa tay rồi là lau dọn nhà cửa các thứ rất là nhiều. pH 6.0 này để dành cho cái rửa mặt này, để làm đẹp này. 7.0 này chúng ta pha sữa này, đấy, hoặc là chúng ta uống thuốc. 8.5 đến 9.5 này là chúng ta dùng là để chúng ta có thể là nấu ăn này. Đấy, và pha cà phê, vân vân và vân vân. Sang bước thứ hai đó là test nước cái máy này. Và trong cái máy này nó sẽ có 7 chế độ. Trên màn hình hiển thị này các bạn sẽ nhìn thấy 6 chế độ. Và cái chế độ ở pH 2.5 này á nó sẽ có hai cái chế độ cho các bạn. Đó là chế độ siêu kiềm ở trên cái vòi trên này và vòi nước 2.5 nó sẽ chảy ra đây. Thế mình sẽ lấy từng loại nước một nhé, chúng ta sẽ vặn này. Vặn này ra để cho nước chảy này. Đây là 9.5 này. Đó, nước này là dùng sau 1 tháng cả nhà nhé. Chúng ta mới thì chúng ta sẽ dùng 8.5 trước. Và đây là 9.5. 9.5 thì mình sẽ để đây. Và tiếp theo là mức 9.0. 9.0 thì chúng ta sẽ hướng vào đây. Ok chưa cả nhà? Ok chưa cả tình yêu? Và bây giờ tiếp tục là độ pH 8.5 nhé cả nhà nhé. 8.5. Ok. Và 7.0 này. Đó, cái chế độ này là nước để dùng pha sữa được đấy cả nhà nhé. Còn cái mức 8.5 đến 9.5 này thì tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng 8.5 và các tuần sau chúng ta dùng dần lên là 9.0 và 9.5. Đó. Ok. Và bây giờ chúng ta lại thử một loại nước nữa là 6.0. À, cái này là nước này nó sẽ làm đẹp. Chúng ta sẽ cho vào cái bình ấy, chúng ta xịt lên mặt để làm đẹp hoặc chúng ta rửa mặt. Ok. Đó, là lấy đây sẽ bẻ cái nước nên là mình sẽ để bẻ ra chỗ nha. Ok, tiếp tục một nước cuối cùng đó là nước 2.5. Nước này là nó là chế độ siêu kiềm ở trên trên là 11.5. 11.5 mình sẽ để đây trên cái 9.5 này. Rồi, và một cái là 2.5 mình sẽ lấy đây. Ok chưa? Ok chưa các tình yêu? Ok, mình sẽ tắt nước này đi nhá. Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ khác, khi chúng ta là để chế độ siêu kiềm và chúng ta chuyển sang, nó sẽ có chế độ để chúng ta sẽ làm sạch cái máy này đi. Được chưa ạ? Và đây là cái bảng màu nhé cả nhà nhé. Để chúng ta sẽ đo nước này. Ok, chúng ta sẽ nhỏ từ cái này nhé. Đây là siêu kiềm này. À, tuyệt vời không? Đó, tuyệt vời chưa? Đó. Đây là các loại nước mà mình vừa test. Đó. Đây là nước 6.0 này. Đây là nước 2.5 này, cả nhà này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Và mình sẽ lấy thêm một cái nước nữa, đó là cái nước. Nước ở đây là cái nước nước máy nhá. Nước máy này lại có hệ thống lọc. Đây là ở Vinhome Ocean Park thì hệ thống lọc nước cũng khá tốt rồi. Nước này nó sẽ rơi vào tầm khoảng chắc tầm khoảng 6.0 à 6.5, tầm 6.5 thì nước này nó sẽ ở khoảng này. Nó sẽ ở khoảng giữa của hai cái này. Đó.
Ok em cả nhà, ok em tình yêu. Và đây là màu nước của siêu kiềm đấy ạ. À, tuyệt vời chứ cả nhà. Còn đây là 9.0, còn đây là 8.5. Đó. Và đây là một cái nước là nước 7.0 đây. À, mình để bị nhầm. 7.0 đây ạ, 7.0. Đấy, hai cái màu này giống nhau này. Và đây là cái 6.0. Đấy, 6.0 để làm đẹp đây. Và đây là 2.5, các bạn thấy vàng không ạ? Đó, nó rất là vàng như này. Đó, cái này là để chúng ta làm sạch nó diệt khuẩn. Chúng ta có thể lau nhà này. Đấy, rửa các dụng cụ về đồ nấu ăn chúng ta sẽ dùng lau kính rất sạch nha cả nhà nhá. Đó, còn đây là nước máy của mình. Đó, nó sẽ rơi vào tầm khoảng dưới 7.0 một tí. Đó thì đây là một cái máy lọc nước rất là tuyệt vời đúng không cả nhà. Và nó sẽ giúp ích cho cả gia đình mình với rất nhiều công dụng khác nhau. Đó. Và mọi người có muốn tìm hiểu về cái máy này thì cứ liên hệ trực tiếp với Thắng hoặc với các cộng sự của Thắng để có thể là được hỗ trợ để dùng nước này miễn phí cũng như là để biết chi tiết về cái máy này như thế nào. Ok không ạ? Xin chào các tình yêu nha. Hẹn ở các video sau. Bye bye.